Chính phủ Ấn Độ chấp thuận thành lập tiểu bang Telangana, tên từ Tân Delhi. Liên minh cầm quyền của Ấn Độ, dẫn đầu bởi đảng Quốc Đại, hôm thứ Ba đã phê duyệt việc thành lập một tiểu bang mới, Telangana. Điều này đã làm sống lại sự chia rẽ chính trị sâu sắc và lo ngại làm gia tăng bạo lực trong khu vực, nơi có các công ty quốc tế như Microsoft. Quyết định chia cắt tiểu bang miền Nam Andhra Pradesh và thiết lập tiểu bang Telangana được đưa ra trước cuộc bầu cử quốc hội vào năm tới, và những người phê bình nói rằng đảng cầm quyền đang tìm cách củng cố vận may chính trị của mình sau khi đã kéo dài vấn đề trong 4 thập niên. Tuy nhiên, những người ủng hộ thì nói rằng sự phát triển kinh tế của Telangana đã bị bỏ qua để ưu tiên cho khu vực Andhra phong phú hơn và mạnh mẽ hơn, và thành lập một tiểu bang mới là giải pháp duy nhất. Một quan chức của chính phủ cho biết vẫn còn một chặng đường dài trước khi tiểu bang mới với một dân số được ước tính 40 triệu người trở thành hiện thực. Đề nghị này phải được sự chấp thuận của Hội đồng Andhra và sau đó của Quốc hội, nơi đảng Quốc Đại không có đa số rõ ràng. Sau khi tin tức về quyết định của chính phủ được loan ra, người dân tại thủ phủ tiểu bang Hyderabad đã vui mừng nhảy múa, và nhiều sinh viên đã chạy xe gắn máy bên ngoài trường đại học Osmania để mừng sự thành công của phong trào của họ. Trên các đường phố của nhiều thành phố ở Andhra Pradesh, người dân đã hoan hô quyết định của chính phủ. Họ hô các khẩu hiệu ủng hộ Telangana. Chính phủ đã kêu gọi mọi người ủng hộ quyết định của chính phủ và tránh những hành động bạo lực. Nhưng không phải mọi người đều hài lòng với quyết định của chính phủ, đặc biệt là ở Visakhapatnam và thành phố thương mại Vijayawada. Nhiều người đã hô các khẩu hiệu và đốt hình nộm của Chủ tịch Đảng Quốc Đại bà Sonia Gandhi. Thành phố phồn vịnh Hyderabad, nơi có các công ty ngoại quốc như Microsoft và Dell, sẽ là thủ phủ chung cho hai tiểu bang trong thời hạn 10 năm. Kể từ khi được độc lập vào năm 1947, các chính phủ đã rất cẩn thận trước các yêu cầu thành lập tiểu bang mới, đồng thời không để cho yêu cầu trở thành một đe dọa đến sự toàn vẹn của quốc gia. Hiện có 1.2 tỷ người với hàng trăm ngôn ngữ, sắc tộc và giai cấp khác nhau. Năm 2000 đã có 3 tiểu bang được thành lập. Thống đốc của tiểu bang bị tàn phá bởi phiến quân nổi dậy là Jammu và Kashmir, ông Omar Abdullah cho biết, ông lo ngại việc thành lập tiểu bang Telangana sẽ thiết lập một tiền lệ xấu. Một lo lắng khác là nhóm du kích cánh tả hoạt động trong các vùng của tiểu bang Telangana sẽ được khuyến khích và sẽ tận dụng lợi thế trong khi tiểu bang mới đang được hình thành. Ấn Độ hiện có 28 tiểu bang, trong khi Hoa Kỳ với dân số 300 triệu người có 50 tiểu bang.